sắc ấy còn ở đó hả nhỏ thằng này cái nó một không được được phép rồi mấy thầy mới đi phép rồi ngoan thì phải chăng ba hi có đâu tụng mà không sức quan thôi ăn quả phơi ra nó phải xí đi nó phải xí đi này nó không dám ngoan hay không lên ra hay mà lâu lâu cái mà này phải chăng